Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch, đến với chuyên mục bất động sản cần bán. Hôm nay em sẽ quay cho mọi người cái lô đất nhà vườn ở dự án Thành Hưng thuộc xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án Thành Hưng này là một phần nhỏ hơn gấp khoảng 6 lần so với dự án HUD. Nó nằm phía đông nam của dự án HUD mọi người nhé. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người cái lô đất 300 mét vuông, 15 mét nhân 20 mét đất nhà vườn, sổ sẵn, giá chỉ hơn 6 triệu một mét thôi mọi người. Tính ra thì tầm là 1 tỷ 8 khoảng 3 đến 40 triệu là mọi người có thể mua được cái lô đất này rồi mọi người nha. 15 nhân cho 20 là 300 mét vuông, giá trị hơn 6 triệu một mét thôi mọi người. Mặt tiền đường 12 mét mọi người nha. Lòng đường là 7 mét và đường đi bộ là 3 mét mỗi bên, là 7 cộng cho 3 cộng cho 3 là 12 đến 13 mét đó mọi người. Dự án Thành Hưng này thì đa số là đường đi là như vậy mọi người nhé. Do cái khu vực này là cũng là đường nhựa, đường trải nhựa, nhưng mà dự án này nó làm nó bách bác hơn cái dự án HUD. Và hiện giờ là đá mây mọi người nha. Đá mây này là lâu ngày không đi thì thành cỏ dại đó mọi người nhé. Có nghĩa là con đường lâu đi là thành cỏ dại. Đó, giống y câu nói đó luôn. Là 300 mét vuông, giá chỉ hơn 6 triệu một mét thôi mọi người nha. Thuộc tờ bản đồ số 9 ở xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mọi người mua thì em sẽ gửi cái sổ cho mọi người nha. Sổ sẵn, thổ cư 100%. 15 nhân cho 20 mọi người nha. 15 nhân 20. Vị trí lô đất là ngay chỗ hai cái cây này mọi người nha. Đó, nằm trong khoảng hai cái cây đó mọi người nha. Cộng do qua hai bên mấy mét nữa là 15 mét vuông. 15 mét ngang nhân cho 20 là 300 mét. Trục đường này là trục đường 12 mét, chỗ cái xe mình đứng á mọi người là đường 25 mét mọi người nha. Hướng nam của dự án Thành Hưng. Hôm nay em quay cho mọi người cái lô đất đầu tư này để cho mọi người đầu tư nhé. 300 mét, giá chưa tới 2 tỷ. Đường đá, đường thì 12 mét rộng rãi. Tuy nhiên thì khu vực là như vậy. Từ cái vị trí lô đất này, mọi người xuống cái đường 25 mét chỗ cái xe mình á, mọi người rẽ phải chạy ra con đường D9 giữa dự án HUD là con đường Huỳnh Thúc Kháng á, là tầm 300 mét mọi người nha. Và mọi người chạy lên đường Lê Hồng Phong để chạy ra đường Nguyễn Văn Cừ á, là tầm gần 3 cây số. Còn mọi người chạy thẳng theo cái đường D9 mà lên cái đường liên cảng mình hay quay á, con đường mà chở nền kinh tế Nhân Trạch á, là 2 cây số mọi người nhé, 2 cây số. Còn từ cái lô đất này mọi người chạy thẳng lên đường 25C đường sân bay á là 6 cây số mọi người nhé. Đó là những cái thông tin liên quan tới lô đất cho mọi người xem. Số điện thoại của mình thì mình để kèm theo cái hình của mình ở trên góc tây bắc của video mọi người nhé. Còn cái vị trí của lô đất cũng như là thông tin về đa phương tiện của lô đất này mình để ở phía đông nam của cái video này mà mọi người nhé. Có nghĩa là vị trí của lô đất cũng như là thông tin cách vị trí cách các con đường lớn á, thông thường như thế nào đó thì mình để phía đông nam của video. Hôm nay em gửi cho mọi người cái lô đất đầu tư nhé. Mọi người thấy cái lô đất này rẻ, đầu tư trong thời buổi hiện nay tốt thì liên lạc cho em. So với cái giá thị trường khu vực này thì cái lô này là rẻ nhất khu này á mọi người, đang chào khá là mạnh mọi người nha. Vì chủ đang ngộp nên là họ cần bán, mình cũng quay cho mọi người xem. Trục đường 25 mét ngay chỗ cái xe mình rồi mọi người nè. Anh em mua thì gọi số điện thoại 0369 862 268 để mình tư vấn cũng như là thắc mắc mọi thông tin nha. Về thị trường Nhân Trạch hiện giờ thì nếu mà đất dân á thì đã giảm giá 20% rồi. Còn đất dự án như dự án Thành Hưng xây dựng Hà Nội HUD thì đã giảm xuống 40% so với thời điểm
đầu năm 2022. Đó là cơ hội tốt để cho anh chị mua sản phẩm của khu vực này mọi người nhé. Em gửi cho mọi người lô đất đầu tư nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người thấy hay và hữu ích thể like và đăng ký kênh ủng hộ với nhé. Thông qua những cái video bán này thì mình cũng cập nhật cái khu vực mà có sản phẩm bán để cho mọi người xem. Đó là tình hình thực tế của dự án Thành Hưng này mọi người nhé. Để mình quay xung quanh cái khu vực ngõ tư này cho mọi người xem. Khu vực này thì giao giữa đường 12m và đường 25m. Đây là đường 25m mọi người. Hai hàng cây hai bên đó. Còn đây là đường 12m mọi người nha. Đối với đường có cái đường lớn thì đường đi bộ là 4m, còn đường nhỏ thì đường đi bộ là 3m. Thì tính ra nếu mà đường 25m thì còn là 17m lòng đường đó mọi người. Còn đường 13, 12m thì còn 7m lòng đường mọi người nha. Gửi cho mọi người thông tin lô đất đầu tư. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng cái khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Anh em chỉ cần tham gia nhóm, không cần kết bạn, không cần đăng, không cần bình luận, chỉ cần nhìn bất động sản và giá chạy đầu tư thì hãy gọi cho mình. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Mình nhận ký gửi bất động sản ở huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Ở các xã cánh đồng của huyện Nhân Trạch và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch, các xã như Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, Phú Hội và các dự án có sổ như Xây Dựng Hà Nội, HUD, Thành Hưng, Eco Xuân, Xuân Flower, Mega City 2 và Long Tân City 2 mọi người nhé. Đồng thời mình nhận giấy tờ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho anh em ở xa. Chỉ cần anh game gửi cho mình cái bản scan của cái sổ, mình sẽ đi test quy hoạch cho mọi người và gửi kết quả cho mọi người thông qua cái bản scan hoặc là ảnh chụp hình gửi qua Zalo mọi người nhé. Mình sẽ bỏ ra hai buổi, buổi đầu tiên thì mình đi nộp cái hồ sơ kiểm tra cho mọi người và trong vòng 15 ngày mình sẽ lên buổi thứ hai để lấy kết quả và mình sẽ gửi kết quả từng bước cho mọi người nhé. Với chi phí là 500.000 đồng một lần kiểm tra. Anh em ở xa thì sẽ hỗ trợ cho anh em cái khoản đó mọi người nhé, đỡ cái thời gian cho anh em xuống huyện Nhân Trạch cũng như là thời gian chờ để lấy kết quả tốn thời gian dài. Anh em có thể liên hệ với mình để mình test và kiểm tra cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.